Xin chào quý vị và các bạn. Đến trưa chiều nay, vùng áp thấp phía Tây mở rộng hơn về phía Đông thì toàn Bắc Bộ sẽ chuyển nắng. Tuy nhiên, cường độ nắng khác nhau ở các khu vực. Vì vậy, nhiệt độ có sự khác biệt. Tại các tỉnh ven biển, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 27 đến 28 độ. Khu vực Trung Du và vùng núi Đông Bắc, nhiệt độ cao trong khoảng từ 29 đến 30 độ. Còn các tỉnh Tây Bắc Bộ, nhiều nơi nhiệt độ cao trong khoảng 30 đến 32 độ, trời nắng ấm. Với thủ đô Hà Nội, hiện tượng nhiều mây và có sương mù còn diễn ra trong sáng nay, sau đó đến trưa chiều mây giảm, trời hửng nắng yếu gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể đạt mức 28 đến 29 độ. Hiện tượng nồm ẩm giảm đi nhiều so với thời gian vừa qua. Người dân tranh thủ khoảng thời gian tạnh ráo để dọn dẹp nhà cửa, phơi áo quần. Vùng áp thấp cũng mở rộng và tác động nhiều hơn với các tỉnh thành miền Trung. Ngày Chủ nhật trời nắng từ sớm và kéo dài đến chiều muộn. Cả 14 tỉnh thành Trung Bộ từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ đều cao, 30 đến 32 độ. Thậm chí một số nơi ở vùng núi phía Tây của Thanh Hóa và Nghệ An, Hà Tĩnh có nơi còn cao hơn. Còn với thành phố Đà Nẵng, trời không mưa, nắng sớm, nền nhiệt cao nhất trong ngày dao động trong khoảng từ 30 cho tới 31 độ. Cũng là mức nhiệt lý tưởng cho các hoạt động thường nhật của người dân địa phương và du khách đến đây trong khoảng thời gian này. Ở phía Nam, dưới tác động của khối không khí ổn định bao trùm, miền Đông Nam Bộ đã xuất hiện nắng nóng trên diện rộng. Và sang trưa chiều nay, vùng nắng nóng ở miền Đông Nam Bộ vẫn xuất hiện và còn mở rộng xuống cả khu vực miền Tây, vùng Long An, Đồng Tháp hay các huyện phía Nam của tỉnh Lâm Đồng với mức nhiệt cao trong khoảng 35 đến 36 độ. Với các tỉnh thành phố còn lại của miền Tây, nhiệt độ cũng cao từ 33 đến 34 độ. Trong khi ở các tỉnh Tây Nguyên, nhiệt độ cao là từ 31 đến 33 độ. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là một ngày nắng nóng với mức nhiệt cao 35 đến 36 độ. Dự báo đợt nóng đầu mùa này ở khu vực Nam Bộ sẽ duy trì đến hết ngày 15 tháng 2. Từ ngày 16 tháng 2, khối không khí biển suy yếu, Nam Bộ nhiệt độ giảm và nắng nóng tạm ngớt. Đến đây bản tin thời tiết trưa ngày 12 tháng 2 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.